Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, bác sĩ tại viện cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông sẽ thực hiện cấy chỉ điều trị cho bệnh nhân Lê Thị Lài, mắc đau thần kinh tọa, viêm và khớp bàn cổ chân trái. Đau thần kinh tọa là thuật ngữ mô tả tình trạng xuất hiện một cơn đau lan dọc theo đường đi của dây thần kinh tọa, từ phía dưới lưng, qua hông, mông và xuống mỗi bên chân. Thông thường, tình trạng này chỉ xảy ra ở một bên cơ thể. Cơn đau này thường do thoát vị đĩa đệm gây ra. Khi đó, các đốt sống hoặc ống sống bị hẹp gây chèn ép một phần của dây thần kinh tọa. Từ đó, tình trạng viêm, đau xảy ra và gây tê dọc xuống bên chân của dây thần kinh tọa bị ảnh hưởng. Mặc dù cơn đau này có thể gây khó chịu, đau đớn nhiều, nhưng hầu hết trường hợp sẽ tự hết nhờ vào các phương pháp điều trị không phẫu thuật trong vòng vài tuần. Những người bị đau thần kinh tọa nghiêm trọng khiến cho chân yếu đi đáng kể hoặc tạo ra những thay đổi trong ruột, bàng quang có thể cần phải phẫu thuật. Dấu hiệu và triệu chứng đau thần kinh tọa gồm: nhiều người mô tả cơn đau dây thần kinh tọa như kiểu khác nhau tùy vào nguyên nhân gây ra nó. Một vài người họ cho biết họ cảm thấy đau nhói, đau như bị đâm hoặc đau dữ dội. Nhiều người khác thì mô tả cơn đau giống như điện giật, có cảm giác nóng rát hay châm chích. Tuy nhiên, triệu chứng điển hình của tình trạng này là cơn đau bắt đầu từ dưới thắt lưng rồi lan xuống mông, đi dọc xuống mặt sau của chân. Người bệnh thường cảm thấy khó chịu ở hầu hết những khu vực mà dây thần kinh tọa đi qua. Thông thường, tình trạng này xảy ra ở một bên cơ thể. Thực tế, vẫn có trường hợp cơn đau xuất hiện ở cả hai chân, tùy thuộc vào vị trí dây thần kinh tọa bị chèn ép trong cuộc sống. Một số người còn gặp phải các triệu chứng khác như tê, ngứa ran hoặc yếu cơ ở bàn chân, đau nặng hơn khi di chuyển hoặc mất khả năng chuyển động, mất khả năng kiểm soát ruột hoặc bàng quang, hội chứng chùm đuôi ngựa. Thưa quý vị, các vùng của chân, bàn chân được tạo thành từ nhiều xương tiếp khớp với nhau: xương chày, mác, sên, gót, ghe, hộp, xương bàn chân, và được bao quanh, giữ vững bởi một hệ thống các dây chằng và gân cơ, là các khớp tương đối linh hoạt, đóng vai trò quan trọng trong việc đi lại của con người. Do đó, khớp ở vùng cổ chân phải chịu một áp lực lớn từ toàn bộ trọng lượng của cơ thể khi ở tư thế đứng. Thoái hóa khớp cổ bàn chân thường gặp ở tuổi ngoài 40 hoặc người thường gặp chấn thương vùng cổ bàn chân. Bệnh thường tiến triển chậm, ban đầu khó nhận biết do triệu chứng khá mơ hồ. Nhưng khi bệnh tiến triển nhiều hơn, người bệnh sẽ có cảm giác đau vùng khớp cổ bàn chân, cảm giác vướng víu khi vận động, có thể có biểu hiện cứng khớp buổi sáng khi thức dậy và đỡ hơn sau một thời gian vận động. Các cơn đau nhói có thể xảy ra bất chợt hay khi gắng sức, hoặc ấn tay vào vùng khớp bị tổn thương hoặc bị va đập. Mức độ của cơn đau dao động từ nhẹ đến nặng, tăng trong quá trình vận động và giảm khi nghỉ ngơi. Vì đau nên bệnh nhân sẽ phải giảm biên độ hoạt động của khớp cổ bàn chân. Thời gian dài sẽ dẫn đến teo cơ, cứng khớp, và trong một số trường hợp còn có thể gây biến dạng khớp do bệnh lý tiến triển. Thưa quý vị, khi mắc các căn bệnh trên, bệnh nhân thường lựa chọn sử dụng thuốc Tây như là biện pháp hàng đầu, mà không biết việc sử dụng thuốc Tây lâu dài sẽ dẫn đến hại gan, thận. Với phương pháp cấy chỉ cắt hút, bệnh nhân hoàn toàn không phải lo lắng về vấn đề trên, bởi cấy chỉ là một phương pháp lành tính, không biến chứng, tiết kiệm thời gian, tiền bạc cho người bệnh. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.